Trước khi vào video thì mình mong rằng các bạn có thể nhấn nút đăng ký và ủng hộ kênh của mình để mình có thể đạt được cột mốc là 50.000 người đăng ký. Giờ thì chúng ta sẽ trở lại với phần chính của video. Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 198, The Plus Dino. Thực thể số 198 hay The Plus Dino là thực thể duy nhất sống ở level 18. Thực thể giống một con khủng long nhỏ có khả năng di chuyển. Con khủng long này sẽ thường ở trong trạng thái không hoạt động hay dormant state và sẽ không phản ứng với bất kỳ chuyển động nào ở xung quanh. Tuy nhiên, bất cứ khi nào thực thể này cảm nhận được bất kỳ một người lang thang nào đó đang ở trong trạng thái tiêu cực ở level 18, nó sẽ chuyển sang trạng thái hoạt động hay active state. Ở trong trạng thái này, màu da được dệt của nó sẽ trở thành màu hồng và nó sẽ mọc ra một đôi chân cũng được làm bằng vải dệt. Sau khi hoàn thành quá trình chuyển đổi sang trạng thái hoạt động, thường là sẽ mất khoảng 20 giây. Nó sẽ bắt đầu đi tìm kiếm những người lang thang gặp nạn. Khi thực thể số 198 đã tìm thấy và xác nhận được nạn nhân, nó sẽ bắt đầu giúp đỡ họ bằng cách dẫn đường cho họ. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, nó sẽ thường đi lang thang trong một tâm thế rất vui tươi và sẽ thường xuyên phải nghỉ giải lao. Đôi khi thì nó sẽ xin những người lang thang để được ôm ấp hoặc thậm chí là được bế lên. Kỳ lạ thay, thực thể này có thể ngủ và nó sẽ chọn để làm như vậy. Thực thể này cũng được chứng minh là không cần thức ăn, mặc dù nó có thể ăn khi được cho. The Plus Dino sẽ luôn tỏ ra vui vẻ và rất biết ơn nếu nó được tặng bất cứ thứ gì từ những người lang thang. Mặc dù nó không có khả năng nói, nhưng nó lại có khả năng giao tiếp qua hành động của nó. Thực thể số 198 được phát hiện khi Overseer C hay Andrew đang lang thang ở level 4 và vô tình đến được level 18. Khi Andrew đang định quay lại và bỏ đi, thì thay vào đó, anh lại gặp thực thể số 198. Từ đó, Andrew bắt đầu đi theo thực thể này và nó dẫn anh ta đến level huyền bí, The Hub, nơi mà anh ta đã định đi đến ban đầu. Và giờ, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là những điều nên và không nên nếu bạn chạm trán với The Plus Dino. Thứ nhất, bạn nên đi theo thực thể số 198. Nếu bạn gặp nó rất có ích trong việc dẫn đường và giúp đỡ bạn. Thứ hai, bạn nên tin tưởng thực thể này, nó là một người bạn đáng tin cậy. Cuối cùng, bạn không nên gây bất kỳ tổn hại nào cho The Plus Dino, vì ai lại muốn làm hại một thực thể vừa thân thiện lại vừa dễ thương cơ chứ? Giờ thì chắc chắn ai cũng muốn đến level 18 để ôm ấp con khủng long dễ thương này rồi nhỉ? Hãy cho mình biết cảm nghĩ của các bạn ở bên dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.